Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước đã tiếp Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seataro đang có chuyến thăm Việt Nam. Vui mừng gặp lại Thống đốc tỉnh Fukuoka, ông Hattori Seataro, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một địa phương Nhật Bản đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm mang ý nghĩa rất quan trọng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch nước cảm ơn Thống đốc tỉnh Fukuoka đã đón tiếp Chủ tịch nước trọng thị thân tình trong chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 11 năm 2023. Vinh dự được gặp lại Chủ tịch nước, Thống đốc tỉnh Fukuoka, ông Hattori Seataro đánh giá vai trò của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, cho biết Fukuoka là tỉnh có nhiều người nước ngoài sinh sống, trong đó đông vui nhất là người Việt Nam. Với quan hệ hữu nghị 15 năm giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka, Thống đốc đề nghị tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, nhất là giao lưu trong thế hệ trẻ. Đánh giá năm 2023 là năm đánh dấu bước phát triển rất tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam và Nhật Bản. Hai bên đã có gần 500 hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, năm 2024, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tổ chức hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch nước đề nghị năm 2024, tỉnh Fukuoka cùng với các địa phương khác của Nhật Bản và Việt Nam tích cực thúc đẩy tăng cường ngoại giao nhân dân, nhất là trong việc tổ chức các kỳ nghỉ cho học sinh Nhật Bản tại Việt Nam và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp tục học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản nhằm tạo nền móng tăng cường quan hệ hai nước. Ấn tượng với câu nói của các doanh nghiệp Nhật Bản coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư sang Việt Nam. Tỉnh Fukuoka tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp nhận thêm lao động của Việt Nam. Nhất trí với Chủ tịch nước về 4 phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thống đốc tỉnh Fukuoka khẳng định tỉnh sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác giáo dục đào tạo và đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến tham dự chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh tổ chức tại tỉnh Hậu Giang. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức Tết Nhân Ái với các hoạt động đa dạng, thiết thực và với tấm lòng sẻ chia chân thành, đồng thời gửi tới bà con nhân dân tỉnh Hậu Giang lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Phong trào Tết Nhân Ái năm 2024 tại tỉnh Hậu Giang gồm một chuỗi hoạt động tặng quà và chúc Tết, chợ Tết Nhân Ái, các hoạt động vui Tết phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn. Trong đó, chuỗi chợ Tết Nhân Ái phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân như gian hàng miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn, gian hàng trợ giá và cửa hàng dịch vụ đón Tết. Các gian hàng sẽ có nhiều chủng loại hàng hóa thuộc các nhóm thực phẩm, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, quần áo, hoa, tranh ảnh, cây cảnh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác đã trao 45 phần quà và 500 phiếu mua hàng cho người dân. Đây là phần quà Tết ý nghĩa, sẽ được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trong năm 2023 và nhóm dễ bị tổn thương khác. Chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng 500 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn trên địa bàn Hải Phòng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao các kết quả mà Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, giữ vững vị trí là điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội. Năm 2024, thành phố Hải Phòng tặng quà cho trên 45.000 gia đình người có công, hưởng trợ cấp hàng tháng, các gia đình liệt sĩ. Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động với tổng số tiền khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại trụ sở Báo Nhân dân, tập thể lãnh đạo Báo Nhân dân đã tổ chức hội nghị phát hành và trao Báo Nhân dân Xuân Giáp Thìn 2024 tặng cán bộ chiến sĩ biên giới hải đảo. Trong điều kiện kinh tế còn gặp không ít khó khăn, song tập thể những người làm báo đảng đã tích cực chủ động phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, mở rộng việc phát hành Báo Nhân dân đến cơ sở, địa phương, đơn vị. Trong đó, ấn phẩm Nhân dân Tết Giáp Thìn 2024 phát hành với số lượng 225.000 tờ. Năm nay,
cùng với sự đồng hành góp sức của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành Báo chí Trung ương, Báo Nhân dân đã tặng hơn 40.000 số báo Tết Giáp Thìn 2024 đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam để chuyển đến các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi đảo xa, vùng biên cương của đất nước. Báo Nhân dân là một tờ báo rất là lớn. Hàng năm khi mà dịp Tết đến xuân về, đối với các đồng chí cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở nơi biên giới hải đảo thì có thể nói rằng là khi mà nhận được báo thì là một cái vinh dự rất là lớn. Và đặc biệt đây nó là cái nguồn thông tin chính thống và là cái món ăn tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong những cái ngày làm nhiệm vụ ở trong cái dịp Tết. Việc kết nối giữa đất liền và hải đảo, đặc biệt những hòn đảo ở phía xa như là đảo Trường Sa lớn hay là đảo Sinh Tồn, đó là những cái nơi mà chúng tôi có điểm phục vụ. Thì đó là những nơi linh thiêng của Tổ quốc và khi mà vận chuyển những cái sản phẩm báo chí như là Báo Nhân dân, là những cái tờ báo của Đảng, tiếng nói của nhân dân đến với đồng bào và nhân dân, chiến sĩ trên đảo thì đó là một cái cảm xúc hết sức là đặc biệt. Bởi vì đây là cái cầu nối cũng như là những cái thông tin từ đất liền, thông tin từ Đảng, từ nhà nước cũng như là thông tin về những cái hoạt động đón Tết, đón xuân của toàn Đảng, toàn dân ta được truyền tải ra ngoài đảo. Chào Báo Nhân dân Tết Giáp Thìn tới cán bộ chiến sĩ biên giới hải đảo là hoạt động truyền thống thường niên vào mỗi dịp Tết đến xuân về của Báo Nhân dân và các ban bộ ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, các đơn vị doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành Báo chí Trung ương phối hợp thực hiện trong những năm qua. Công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân trong giai đoạn thiên tai, giáp hạt, cứu trợ và Tết Nguyên đán. Đây là nội dung được Tổng cục Dự trữ quốc gia thông tin vào chiều nay. Năm 2024, Tổng cục Dự trữ quốc gia đã nhập kho được gần 139.000 tấn gạo, đạt khoảng 62% kế hoạch năm. Tổng giá trị hàng đã xuất cấp không thu tiền để cứu trợ, cứu hộ khoảng 1.509 tỷ đồng và tạm xuất hàng với giá trị 31 tỷ đồng. Về xuất cấp gạo hỗ trợ địa phương trong dịp Tết Nguyên đán và Giáp Hạt năm 2024, đến ngày 18 tháng 1, có 17 địa phương đề nghị hỗ trợ với gần 15.500 tấn gạo. Tính đến nay, lượng tồn kho lương thực dự trữ quốc gia khoảng trên 188.000 tấn gạo và trên 43.600 tấn thóc. Số lượng này đủ để dự phòng xuất cấp cho các địa phương trong các tình huống đột xuất, cấp bách và trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Để thúc đẩy thương mại và hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc, mới đây Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chuyến làm việc với các cơ quan chức năng và khảo sát thị trường tại Bắc Kinh và Quảng Đông. Chuyến đi đã đạt được nhiều kết quả trong việc hợp tác tiêu thụ nông sản cho Việt Nam sang thị trường lớn này. Ba nội dung chính, đoàn công tác và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc đạt thỏa thuận bao gồm tổ chức cuộc họp Ủy ban Liên hiệp Hợp tác Nông nghiệp Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 2 tại Trung Quốc trong năm 2024, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, trường đào tạo nghề nông nghiệp của hai bộ trong thời gian tới trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên. Thứ ba là hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, quan tâm mở rộng kênh tiêu thụ nông sản tại Trung Quốc cũng gặt hái được nhiều thành công. Các cái sản phẩm rau quả, rau củ quả thì bạn đồng ý sẽ mở thêm các cái loài trái cây chủ lực của Việt Nam và sẽ đẩy nhanh cái tiến độ hoàn tất các thủ tục. Đặc biệt là sẽ xem xét mà mở cửa cho trái bơ và trái chanh leo. Trung Quốc chiếm hơn 23% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Chỉ riêng trái cây, mỗi năm Trung Quốc chi hơn 15 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu. Quy mô thị trường trái cây nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến tăng lên 30 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, nạn hút cát trộm trên tuyến sông Hồng trong thời gian vừa qua có diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán cận kề, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nhiều trường hợp hút cát trộm trên địa bàn. Để bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm của Công an thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Đội Cảnh sát Đường Thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tích cực tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến đường thủy trên sông Hồng, đoạn địa phận thuộc thành phố Hà Nội. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, đã phát hiện một số đối tượng đang tiến hành hút trộm cát trên sông Hồng. Tổ công tác đã tiến hành xử lý lập biên bản và bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép. Các đối tượng
thường tổ chức hút cát về đêm để gây khó khăn cho các cán bộ chiến sĩ trong công tác tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên, các tổ công tác đã tăng cường ứng trực 24/24 để đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Gần đây nhất là vụ việc đêm ngày 16 tháng 1 vừa qua, tổ công tác đã phát hiện và xử lý một trường hợp khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bắt giữ phương tiện vi phạm để điều tra xác minh làm rõ. Riêng lực lượng cảnh sát đường thủy thì cái vấn đề đầu tiên đặt ra hàng đầu là phòng chống khai thác cát. Đầu năm 2014 đến nay thì đơn vị cũng đã trực tiếp bắt được 3 trường hợp về khai thác cát trái phép. Và với cái sự đấu tranh quyết liệt đấy thì tình hình khai thác cát trên tuyến là cũng đã được kiểm soát. Khai thác cát trái phép dẫn đến nhiều hệ lụy, nguy hiểm về an toàn giao thông đường thủy và có thể gây sạt lở đất ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền đến người dân quanh khu vực sông Hồng trên địa bàn Hà Nội về tác hại của việc khai thác cát trái phép nhằm góp phần nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên khoáng sản của người dân. Về Nghị định 36 và Nghị định của Chính phủ cũng sửa đổi bởi Nghị định 04, thì khi xử phạt về hành vi khai thác cát thì với đa số là một mức phạt về khai thác cát là từ khoảng 100 đến 150 triệu đồng và tịch thu toàn bộ phương tiện gồm cả tàu và các thiết bị khai thác cát gắn trên phương tiện. Khi mà các người vi phạm mà vi phạm tái phạm lại trong vòng 2 năm thì theo luật hình sự là sẽ bị khởi tố. Có thể thấy, mặc dù các chiến sĩ cảnh sát giao thông đường thủy đã có nhiều biện pháp tích cực để đấu tranh và phòng chống các đối tượng khai thác cát trái phép, tuy nhiên, do lợi nhuận lớn từ việc khai thác cát trái phép nên rất khó để ngăn chặn triệt để vấn nạn cát tặc. Trong thời gian tới, vẫn cần sự nỗ lực hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng kết hợp việc tuyên truyền rộng rãi tác hại nạn hút cát trộm đến quần chúng nhân dân có thể cùng chung tay đẩy lùi nạn hút cát trái phép. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên vừa dập tắt đám cháy giải thoát người bị mắc kẹt tại chung cư Techco Tower, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22 tháng 1, tại một căn hộ ở tầng 6 chung cư Techco Tower đã xảy ra cháy. Cư dân của chung cư đã nhanh chóng di chuyển xuống sân của tòa nhà. Hệ thống chữa cháy tự động cũng đã được kích hoạt tại căn hộ bị cháy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm người bị nạn và chữa cháy. Sau ít phút đã đưa được người mắc kẹt ra ngoài, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được điều tra, thống kê. Thưa quý vị và các bạn, văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo vệ giữ gìn tài nguyên văn hóa cho các thế hệ mai sau. Thấm nhuần quan điểm đó, tại Đảng bộ xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch đã được triển khai bằng nhiều hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Để phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa của dân tộc, bản Tà số 2, xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã thiết kế xây dựng từ ngôi nhà, các vật dụng phục vụ cho phát triển du lịch đến cảnh quan xung quanh theo đúng văn hóa truyền thống của người Mông. Điều đáng ghi nhận đó là công tác bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch đã gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng nông thôn mới và được triển khai thông suốt từ cấp ủy đảng, chính quyền tới người dân. Hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã được đầu tư, mở rộng, đảm bảo đi lại, giao thương buôn bán dễ dàng, thuận tiện hơn so với trước đây. Để mà triển khai được các tuyến đường mà dễ dàng nhất, thì cái bước đầu tiên quan trọng nhất là phải đến từng nhà một để giúp họ đo đạt này, tính xi này, tính cát cho họ. Hộ khá hơn một chút thì có thể là động viên, hỗ trợ được nhiều hơn một chút. Và các hộ nghèo ấy thì có thể tham gia ngạch công nó được nhiều hơn một tí. Tại bản Tà số 1, xã Triềng Hắc, loại hình lưu trú homestay liên tục phát triển. Từ một nhóm nhỏ các hộ gia đình, bản Tà số 1 đã hình thành nên một khu du lịch cộng đồng. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Có dự án cho bản làm cái du lịch cộng đồng ấy thì
Năm nay thì cũng thấy là cũng đông khách cũng đến để thăm hỏi và cũng đi tham quan nhiều. Ở trên này cũng triển khai cái du lịch cộng đồng thì mọi người sẽ cố gắng để làm tốt hơn cái nhiệm vụ của mình và nâng cao cái tinh thần của mình để đưa cái bản làng của mình trở thành một cái bản du lịch cộng đồng nó tốt đẹp hơn ạ. Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ xã Triềng Hắc đặc biệt chú trọng là việc xây dựng cảnh quan đẹp theo đúng nội dung dự án quản lý toàn diện điểm đến du lịch của xã Triềng Hắc. Đây cũng là cách để xã Triềng Hắc có thể hoàn thiện tiêu chí số 17, từ đó đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới đến từng bản và từng người dân. Ban chỉ đạo của xã cũng đã thành lập các tổ, các đoàn xuống cùng với các bản, xuống cùng với từng nhóm liên gia tự quản một, đồng thời làm cùng với các hộ dân. Và những cái tiêu chí này thì không phải là làm để đạt được xã nông thôn mới năm nay là dừng ở đó, mà phải làm thường xuyên và liên tục nhằm nâng cao được ý thức của bà con nhân dân, mà chính làm cho dân, mà dân được hưởng. Câu chuyện thực tế tại Đảng bộ xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho thấy, để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, cần những cách làm thiết thực, cụ thể, đặc biệt cần phát huy vai trò của người dân, để dân là chủ thể trong hoạt động phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.